ok nhá. Cớ sao lại bỏ phố lên, một khi không lừa câu hò hẹn, người già từ mà ánh mắt dưng. Hello tất cả các bác anh em là những người đam mê karaoke và yêu ca hát. Trước mắt các bác và anh em, hôm nay anh Nguyễn giới thiệu bác về một dòng mic siêu xịn sò, siêu VIP và siêu đỉnh cao, có thể nói là nhất thế giới, đến từ hãng Sennheiser, được sản xuất tại Đức và do Đức. Thì đây là dòng mic không dây cao cấp được trưng bày ở các siêu thị của Đức nhé. Bên em chuyển về và làm một clip nhanh giới thiệu đến các bác là những người thực sự muốn chơi dòng mic đỉnh cao, đỉnh có chóp và chóp của đỉnh luôn nhá. Thì dòng mic này có model là Everloop 135G3. Em nhìn này. Thì cái đầu tiên anh em nhìn đó là cái hộp của nó. Cái hộp của nó thì nó thể hiện cái gì đó rất tinh tế, đẳng cấp và chuyên nghiệp luôn nhá. Các bác nhìn này, có cả tất cả các mã check hết này. Này của hãng ấy. Sennheiser. Đấy. Và cũng cả chữ mà viết bằng tay thôi này. Đây, tất cả cái mã check QR của hãng nhá. Sennheiser. Đấy. Rất là đẹp nhá. Thì đây là cái vỏ hộp. Đây gọi là dòng mic một tay. Thì ngay từ cái vỏ hộp ấy, người ta thể hiện gần như đầy đủ cái thông số này. Đấy. Và thêm một cái dòng mic nó xuất rất nhiều các nước này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9. Đây em nhìn cái cò thì em có thể biết là nó xuất các nước, đúng không? Và gần như là nó kết nối được với rất nhiều các thiết bị ngoại vi. Tay mic và đầu thu. Đây là đầu thu một tay nhá, nó giống kiểu mic su ấy, một tay, nhưng mà mic su thì nó chỉ là xếp thứ nhì thôi. Còn mic Sennheiser là nhất thế giới. Cái trường âm của nó thì bác biết là bàn này, tức là cái mic này thì có những ca sĩ hát người ta cầm đến rốn bác nhá, vẫn thu âm được. Đó. Thứ hai là cái góc độ thu sóng nó rất là tốt. Thế nào có thể không cần 4-5 độ, có thể là 30 độ, 20 độ, rồi là 10 độ có thể vẫn thu được. Thì đây là nguyên khối nhá. Thì em đã bóc sẵn cái ra. Thì rút nó ra thì nó có một cái gọi là xốp như này. Bên trong là nó có rất nhiều các cái giấy như này. Này. Này các giấy. Và cái thông số kỹ thuật nó dài lắm, tao lại đọc cũng chẳng hiểu gì bạn, toàn tiếng Anh thôi. Nó nhiều kinh khủng luôn. Này. Các cái băng thông, cái tần số nó ghi vào này. Dây đặc. Đúng không ạ? Đấy, đây là những cái mà hướng dẫn mới nhá. Một cái mic thôi nhưng nó kinh khủng như này. Đấy. Làm sao không hay không này. Đấy. Nó sạch, nó tĩnh lắm ạ. Dòng này tĩnh lắm này. Các tần số dày đặc luôn. Đấy, các kênh, các tần số, các kênh ứng với tần số nhá. Và đặc biệt cái quyển sách này, chỉ có mic thôi nhưng mà nó thật các bác, quyển sách cái dày hàng bao nhiêu trang này. Anh em xem. Đấy, kiếm được cái mic như này hiếm nhá. Nó rất nhiều cái chuyên đề ở trong này. Cái này là gì? Print Thick In With A. Rất là nhiều này. Đây. Nó dịch ra nhiều cái phiên bản các cái chữ ở nước ngoài ấy, tức là các cái nước có xuất sang ấy, là nó sẽ dịch ra như này. Cái bằng những cái khả năng thu âm nó đây. Tức là nó rất là rộng. Tại sao mà bác thấy những ca sĩ mà hải ngoại người ta hát, người ta cầm mình rất là xa mà nó vẫn thu được. Đây. Đáp tuyến tất cả bác nhá. Cái góc độ thu âm nó này gần như vòng tròn luôn, đúng không ạ? Đấy, mở này xong rồi nhá. Đây hộp xốp này nguyên bản đó nhá. Nguyên bản thì nó bao gồm có, đầu tiên thì em sẽ cái phụ kiện là đi kèm là như thế này. Nếu bác mua tay thì nó cũng cho bác cái này. Cái này tức là bác để lối hai đầu với nhau, bắt hai đầu với nhau. Đấy, cái tay lắp vào hai đầu với nhau nhá, tức là nó gắn kết bởi một cái giá nhựa này Sennheiser. Đấy, anh em xem này. Rất xịn sò luôn. Hai anten ngắn mới nhá. Đấy. Và đây là cái gì đây? Cái bóng. À, cái này là cái đút. Và đây chân mới nhá. Đây là chân của nguồn. Chân là nó cho phép các bác có thể với rất nhiều chuẩn luôn. Thì ba chân thì mình sẽ cắm ba chân. Đúng không? Hai chân mình cắm hai chân. Và chân tròn đó. Thì cái mic này nó sẽ làm có một cái mình gọi là cái giá để nó lắp chân này vào. Anh em xem này. Đây. Ôi, bây giờ. Nó đẳng cấp này. Đây. Tức là bác thích cái chân nào thì bác lắp chân đấy. Đây chân này. Đấy, thì nó hợp với mọi ổ điện bác nhá. Đấy, đúng hàng Tây được ta. Khôn thật ạ. Đây là cái bộ adapter của nó.
Em zoom camera nó. Cái này là 120mAh 12V. Đấy, khi dùng là 400mAh nhé. Cực kỳ xịn sò bác nhỉ. Cái rắc này đã thấy xịn sò rồi. Đi đây toàn bộ là những cái thiết bị đi kèm bác nhá. Đấy. Kèm. Rất nhiều thứ linh tinh. Rồi, cái chủ đạo chính là tay mic và đầu thu. Tay mic một tay nhé. Con này nó chạy của mic là E385. Đấy, Sennheiser. Tay hợp kim và được mạ chrome, không bị bong chóc. Cái mic này là mic rất là chưa qua sử dụng bao nhiêu, mic này chắc là nó còn là hàng gọi là người ta gọi là hàng trưng bày. Hàng trưng bày của nước ngoài. Đấy. Hàng trưng bày của nước ngoài. Đây chính là đầu thu của em nó bác nhá. Tức là chưa sử dụng tại Việt Nam mà cũng chưa sử dụng tại nước ngoài. Mà nó chỉ làm những cái siêu thị thôi. Đấy. Sau quá trình người ta sẽ chuyển về Việt Nam. Đấy. Con này nó dùng cả rắc 6 ly này. Rắc 6 ly này. À, rồi là rắc này là rắc cá lông. Lỗ dữ liệu data cái này kết nối cả cái rắc kiểu như là rắc kiểu như là rắc USB đấy. Là bốn chân, chân nguồn, chân data, chân cá lóc, chân âm dương ấy. Hai anten. Ở đây chính là cái thông số của nó bác nhá. Với cái con này là của Mỹ rồi. Đức, xuất Mỹ vậy này. Qua đẹp bác nhỉ. Từ những cái gì đây, cái chống hàng giả này. Ui, cái này có ai thánh đấy. Nhìn qua ấy, nó sẽ có chữ gì đây. Đẹp chưa? Thì con này chưa hoạt dụng bác nhá. Đây đầu thu nó đây. Đầu thu nó rất là đẹp. Này em sẽ khép bộ hát cho bác nghe thử cái mic này nhá. Đấy. Đầu thu này Evolut 100G3. Thì trên đầu thu nó cũng có nút set, nút thay đổi tần số này, nút mở nguồn này. Đấy. Có đẹp đúng không ạ? Đây tay nó. Thế đây toàn bộ nhá, cái tay mic này thì một cái bộ này bác này, bên em cung cấp với giá là 15 triệu. Có thể rẻ không ạ? 15 triệu bác sĩ cũng ngay một cái mic nhất thế giới, đẳng cấp thế giới nhá. Đấy, mã em thông báo rồi. Mã nó là Evolut 135G3. Đấy, hàng trưng bày chưa qua sử dụng tại Việt Nam, chưa qua sử dụng tại nước ngoài. Thì em làm một clip giới thiệu như vậy nhá để các bác có lắm được cái chương trình của cái mic này như này, có đẳng cấp nào nhá. Rồi, thì em sẽ có bộ họ bộ hát sẽ ghép với một đôi loa của Mỹ đây. STX800 còn nguyên hộp xốp nhá. Còn nguyên hộp xốp luôn. Và một cụ đẩy Motivity cũng đến từ Mỹ nhá. Rồi chờ em ít phút em ghép nhá. Đây bắt đầu nhu cầu mic chỉ chốt nhá. Em chỉ có một tức là có hai tay mic thôi, không có nhiều. Anh chào bác nhá.